Em chào tất cả các bác. Hôm nay em quay video giới thiệu đến các bác về cái cây lan kiếm vàng Quang Hanh. Cái cây này nó cũng là một cái cây lan kiếm lô hội đột biến. Thì cái cây lan kiếm lô hội đột biến thì nó có rất là nhiều đa dạng mật bông khác nhau. Có cây thì là nó là đột biến ăn ba trắng tuyền, có cây thì nó là lưỡi hơi hồng mờ, có cây thì nó là hồng như kiểu cây hồng sơn hoặc hồng hỉ, hoặc là cây âu cơ thì nó cũng lưỡi hồng. Thì cánh nó vẫn mà tím bình thường ấy. Nhưng cái cây Quang Hanh này thì nó lại kiểu là nó nhạt nhạt, màu nó kiểu vàng vàng cam á các bác. Xanh vàng cam chứ nó không phải là màu trắng hay màu hồng như những cái cây khác. Cái cây này thì nó nở ổn định và nhiều lần rồi. Và nở nhiều trên cả nước. Là gần như là màu hồng của nó thì nó vàng vàng hồng. Cái này thì nó cũng kiểu dạng như là cái cây vạn bảo ấy các bạn. Nhưng cây vạn bảo thì là thân thủ nó to hơn, nó khác cây này. Nhìn chung cây vạn bảo nó khác cây này một chút, nhưng mà nó cũng kiểu dạng là hoa màu sắc nó cũng dạng như này các bạn. Thì cái cây vàng Quang Hanh này nó là cái cây nở cũng rất là đẹp, màu sắc nó cũng rất là bắt mắt. Các bác ngắm cả chùm hoa của nó nhé. Cái này chùm hoa nó rất là dày các bạn, toàn hoa dày. Và thường thì cái tỷ lệ chùm hoa của nó, chiều dài của nó thì em cũng nói là nó sẽ tỷ lệ thuận với cái chiều dài của lá. Như cái cây này lá của nó và thân củ của nó thì nhỏ nên là cần hoa nó cũng nhỏ, nó như cây tiết ngọc ấy các bác. Đấy thì em sẽ giới thiệu các bác sơ qua về cái thân lá của nó các bác nhé. Đây là cái thân lá, tổng thể thân lá của cái cây kiếm vàng Quang Hanh. Cái vàng Quang Hanh này thì thân lá nó dài khoảng tầm độ 40-60cm các bác nhé. 40-60cm. Cái này nó dạng như kiểu cây vàng cánh bầu ấy, vàng cánh bầu Hải Phòng ấy. Cái này lá của nó thì lá khá phẳng, dài khoảng 40-60cm các bác nhé. Và cái chữ V của nó rất là nhỏ. Cái này thì lá nó to khoảng tầm 2cm-3cm. Thì nó tùy từng cây, lá nó rất là mềm, mềm dạng như cái tuyết ngọc các bác. Các bác nhìn này. Các bác nhìn đây các bác thấy là cái lá, dáng lá của nó rất là ngang, nó như cây tuyết ngọc, lá xòe ra hai bên. Cái này thì cổ lá của nó, cái này thì em trồng hơi thấp đâu mà nhìn nó hơi khó, nhưng được cái là nó xòe ra hai bên như cái tuyết ngọc các bác, xòe ra hai bên như kiểu cái tuyết ngọc, chứ nó không hẳn là dạng lá đứng, lá xòe. Cho nên là cái bẹ lá mở rất là to, bẹ lá mở to thì là nó xòe ra hai bên các bạn, chủ yếu nó xòe ra hai bên nên là bẹ lá nó rất là to. Còn về mầm của nó thì cái này mầm thì khá xanh sạch, cơ bản là xanh sạch các bác. Đây các bác nhìn thấy cái mầm, những cái mầm, cái mầm, cái búp đầu lá của nó ấy. Đây, thường là xanh sạch, thường thì là xanh sạch. Nó cũng có thể là nó hơi cái màu đục ấy, tại vì là những cái cây mà nó hồng như thế này ạ, thì nó kiểu cây hồng văn giang ấy, thường thì sẽ xanh sạch đúng không ạ. Nhưng mà nó có thể là hơi, có nghĩa là màu nó hơi đục một chút, chứ nó không kiểu được xanh trong như là những cái cây, nó không được xanh trong như là những cái cây ăn ba hay là những cái cây gần trắng hẳn đâu các bác. Còn đương nhiên là cái cây vàng Quang Hanh này thì gọi là gần như xanh sạch, và cũng có thể gọi là xanh sạch được đấy. Bởi vì là như các bác thấy ở trên cần hoa của nó là rất là xanh, cần hoa của nó là xanh sạch các bác. Thế nên là cái mầm của nó là xanh sạch là bình thường. Thì cái cây vàng Quang Hanh này thì nó cũng là cây thân lá nhỏ, mình cũng dễ nhận biết các bác. Tổng thể cái lá của nó, tổng thể lá là mình dễ nhận biết, nó dạng như xòe ngang gần như, nhưng mà nó cứng hơn cây tuyết ngọc. Cái này thì nếu nhìn thân lá dáng của nó thì giống cây vàng cánh bầu các bác, nhưng mà nó hơi xòe ngang hơn là vàng cánh bầu. Vàng cánh bầu thì nó dựng thân hơn. Còn hoa của nó thì nó cũng dễ nhận biết thôi các bác. Hoa của cái cây vàng Quang Hanh này nó cũng dễ nhận biết. Cái này thì nó kiểu vàng hồng, vàng hồng các bác nhỉ. Cánh bầu, cái này cánh bầu dạng như kiểu là cây tuyết ngọc ấy. Môi hoa nó cũng tròn, cũng rất là đẹp. Thì đây là cái bông vàng Quang Hanh. Các bác nhìn chi tiết từng bông xong là các bác sẽ dễ nhận ra, và mình nhìn là mình biết ngay. Cái này màu sắc của nó cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt. Nó trong các dòng những cái cây hồng ấy, thì cây này cũng là một trong những cái cây rất là đẹp. Thì các bác có thể sưu tầm cái cây này để cho nó đa dạng những cái cây hoa nhà mình các bác nhá. Em hôm nay chỉ mô tả cái video nó đến đây thôi. Thì các bác mà muốn sưu tầm, muốn lên
tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ bên em để tư vấn thêm. Còn cây vàng cong hanh này thì thực ra thì nó cũng rất là dễ nhận biết, gần như nhìn hoa cái là mình biết ngay, nó không không khó, nhìn hoa biết ngay. Cần hoa rất là dày, cần hoa chia rất là dày các bác, nó dài như cần này nó dài khoảng 40 cm nhé, lá của nó chỉ khoảng tầm 40-50 cm thôi, nhưng hoa là 40 cm. Thì thường cái tỷ lệ hoa với lá của nó sẽ là tương đối là thuận, lá dài bao nhiêu thì hoa dài bấy nhiêu. Thế nên là những cái cây to như cây minh tuyết hay cây điện biên ấy, như cây minh tuyết thân lá to thì cần hoa sẽ rất là to và khủng. Còn những cây lô hội mà thân lá nhỏ như này thì nó sẽ chỉ hoa nhỏ và ngắn như vậy thôi các bác, chứ nó không thể to được như là cây, những cây thân lá to. Cây nào cứ thân lá to thì sẽ là hoa to, và những cây đó thì nó, những cây đó thì nó sẽ dài hơn, cần hoa dài và đẹp hơn các bác. Thì các bác xem thêm, tham khảo thêm một số video trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để các bác được rõ hơn các bác nhá. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.